Trên cánh đồng chim hót mừng đang thiết tha từng đàn cùng bay vui say. Xuân đã về, xuân đã về, ngàn hoa hé môi cười tươi đón gió mới. Xuân đã về. Cái nguyện vọng của ba cháu cũng như là của các chú các cô là muốn làm sao là dòng họ lưu của chúng ta ngày một phát triển và có sự đoàn kết gắn kết. Đến ngày hôm nay thì thực ra cũng có các cháu nói rằng là cháu cũng chưa biết là các anh các chị, các ông các bà là ai. Thế cái điều này thì là cũng đáng buồn và cũng đáng trách. Bởi vì sao từ trước đến nay dòng hoàn lưu chúng ta cũng chưa liên kết được, mà cái này mà chúng ta lại ở giữa thành phố Hà Nội mà không làm được thì bản thân tôi cũng bị cháu là cũng bị chú Hùng cũng như là chú Toán cũng nhiều lần cũng nhắc nhở. Thế thì năm nay thì cháu cũng muốn thưa với các chú, các cô và các em là chúng ta hàng năm sẽ có một buổi tất niên gặp mặt. Thế thì bữa liên hoan hôm nay thì cháu cũng được nói luôn là anh chị em chúng cháu là mời toàn thể dòng tộc họ Lưu. Cho nên là về cái việc các em hỏi là có phải đóng góp gì không thì anh Dũng cũng nói luôn với cả các em là không phải đóng góp gì cả. Cái này anh chị em dòng họ nhà anh đã bàn bạc và đã đến một cái thống nhất là năm đầu tiên là mời các cô, các chú và các em. Và sang năm chúng ta cố gắng làm được thì cuối năm 2018 ý, thì chúng ta vẫn tiếp tục có một cái cuộc để mà gặp gỡ nhau. Thì thực ra cháu cũng muốn không phải là cuối năm 2018 mà nếu như mùa hè hoặc là bất kể một cái thời điểm nào mà tập trung được mà đi chơi cùng với dòng tộc thì là một cái điều rất là tốt. Tất nhiên là không phải là được hết, nhưng cũng được 50% cũng là ok rồi. Thì cái này cũng mong cái sự hưởng ứng như là sự nhiệt tình của các cô, các chú động viên cho các em và các cháu để làm sao chúng ta ngày một gắn kết hơn. Thế thì bước sang năm thì cũng nói luôn, để mà duy trì được như thế này thì để cho các em cũng khi mà đến trong các cuộc liên hoan này các em cũng không lăn tăn, các em cũng không phải suy nghĩ. Thì anh cũng nói luôn với các em như này và các cô chú là đón các em này, thì bắt đầu từ sang năm thì mình sẽ lên một cái kế hoạch để mà mình có đóng góp để mà mọi người thoải mái khi đến với nhau hơn. Thực ra nó không đáng là bao nhiêu đâu.
bản thân anh cũng như là mọi người cũng có những người tài trợ được. Thế nhưng mà cái chuyện mà tài trợ là đưa vào trong quỹ và đóng góp là vẫn phải là đóng góp. Thế để cho mà khi mà mọi người đến với nhau cho nó là vui vẻ. Và cũng nói luôn là cũng qua ngày hôm nay thì các em, các cháu nhận biết nhau. Và anh cũng muốn rằng là từng gia đình một mình tự giới thiệu. Và anh cũng đã lấy danh sách của toàn thể các gia đình không phải có mặt ở đây, mà những người vắng mặt hay những người có mặt tại đây, để lập cái, mình chưa nói là cái giá cả, nhưng mà mình có cái là mình để nắm bắt được là người họ lưu nhà mình từ ông bà mình trở xuống là có được bao nhiêu người, và từ đó được phát hàng năm mà phát triển được thêm bao nhiêu người, và cũng giảm đi bao nhiêu người, cái đấy cũng nắm để nắm bắt được, được chưa ạ? Thế thì bây giờ thì cháu xin giới thiệu các cô chú, thì có thể là vẫn còn nhớ, nhưng mà các em không nhớ, cháu xin giới thiệu về thành phần nhà cháu. Anh và bác và anh tức là thay diện là các cháu nhé, và giới thiệu đây là bà Trương Thị Ngọc Trân, tức là vợ ông Lưu Văn Tính, là mẹ đẻ ra 6 anh chị em chúng anh nhé. Thế thì nào, bà Trâm đứng lên tí cho các con cháu nó nhìn thấy mặt bà nào. Bà cứ rú ở giường chả ai nhìn thấy. Xin giới thiệu tiếp theo là đây, cháu xin phép cô chú để cháu dùng từ bác một chút với cả các em nhé. Đây là bác Lưu Ngọc Oanh, là con gái cả bà Trâm. Thì bác Oanh thì có bác Tiến, là chồng bác Oanh, thì bác Tiến đã mất. Hôm nay tất nhiên là không có mặt rồi. Đấy, tiếp theo thì giới thiệu nhà nào giới thiệu luôn. Thì giới thiệu là cháu Trang Nguyễn Như Trang, là con gái của bác Anh. Còn anh Hải nữa, nhưng mà anh Hải đâu rồi ấy? Thì, anh Hải đâu nhờ? Anh Hải đây là con rể của bác Oanh. Và giới thiệu luôn nhá, nhà anh Hải là phở Nam Ngư số 1, số 7 Nam Ngư, là phở nó con nhất Hà Nội. Wow. Nhá, nổi tiếng đấy. Anh nhớ rồi. Họ nhà mình nếu mà đi thì lên 604 là Long Quân. Cháu mời các cụ bán luôn. Cháu bảo mời các cụ. Thế còn sau nhà Trang thì còn cháu Trúc Linh. Trúc Linh hay Trúc gì đến nhỉ? Cháu Trúc Linh và là cháu còn cháu Nghé. Nói chung là tôi bé bé quá thì thông báo như thế. Thế thì tiếp theo sau bác Oanh thì giới thiệu đến nhà bác Lưu Văn Bình, là tức là anh Bình là Lưu Văn Bình, là cháu đích tôn của ông Sơ và ông Lưu Văn Sơn. Và đây là chị Yến, đứng lên tí. Chị Yến đây là vợ anh Bình. Thế chị Yến thì có hai con, cháu Vi, Vinh và Vi, và tiếp có 4 đứa cháu nữa. Sau đó thì anh sẽ gửi về danh sách đến các nhà. Thế còn tiếp theo là chị Phương, chị Lưu Minh Phương. Ôi dồi, chị này có mấy chồng, đúng là anh chẳng biết giới thiệu ai. Nói tóm lại là như thế này, bây giờ chị vẫn là độc thân. Quan trọng nhất là hộ độc thân nhá. Có cháu Quân này, Duy này, thế ngoài Lì là ba con trai, còn ngoài ra là ba cô con dâu. Thì đông cháu lắm, thì sẽ có danh sách sau. Thế tiếp theo thì anh giới thiệu, anh thì chắc là các em là biết nhất đúng không? Anh là Lưu Tiến Dũng, anh công tác tại bệnh viện Thanh Nhàn, và vợ anh là chị Nguyễn Thị Sơn. Vâng. Thế còn con gái anh là cháu Lưu Phương Linh. Đấy. Và một cháu nữa là đây là cháu Lưu Trung Hiếu. Thế tiếp theo dưới anh là chị Hà. Chị Hà là vợ anh Sơn. Anh Sơn hôm nay là đi ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn em có cháu My thì là cũng đi ở Hà Giang. Thế thì còn cuối cùng là
Chị Hương. Chị Hương. Chẳng là hôn nhân là quan hệ mở. Đấy, cho nên là... Trời ơi. Hương thì là có em Bi, à cháu Bi và có cháu dâu rồi. Thế thì bây giờ là để cho đến lượt nhà chú Thành giới thiệu nhỉ? Thế ai đứng ra tay đại diện cho nhà chú Thành giới thiệu nhỉ? Đấy, ông Tòa, ông Thành và bà Nga thì là có con trai và con gái là anh Tùng, anh hoặc em Tùng, có Tùng và Lam. Nhưng mà Lam hôm nay cũng không có mặt. Tiếp theo sau nhà Tùng thì cũng có hai cô con gái và cũng đã có gia đình rồi. Đứng lên. Đấy, cháu Lê, chồng Lê tên là gì nhỉ? Cháu Hiệp ạ. Và Hiệp là cháu rể của dòng họ Lưu. Thế tiếp theo thì là ở nhà cô Yến. Đây có bốn một cô gái. Đấy, bà có năm chú nhưng mà một cô. Chú Doan đây bị đau chân thì chồng cô Yến là ở nhà. Thế cô Yến thì cũng có được ba người con. Thứ nhất là chị Chi đâu nhỉ? Kim Chi. Chi. Kim Chi, Kim Chi Hàn Quốc đấy. Thứ hai là Đạt. Đấy, thứ ba là có chị Dung nữa. Ngoài ra thì có dâu rể và các cháu rất là đông. Thế xin có danh sách gửi cho các cháu con bà Yến đứng dậy chào. Là các cháu con nhà bà Yến đứng lên lúc nào? Cháu bà Yến. Sau nhà cô Yến thì là đến nhà hơi móm rồi. Ông Hùng thì cũng có hai người con là à còn bà Toán là vợ Hùng thì cũng làm bấc. Thế ông Hùng có chị Bu Lương và Sao Mai và ngoài ra là đứng lên nào Thảo đứng lên Châu. Đấy. Thế còn là nhà chú Cường thì hôm nay là đi bán đúng không? Thế thì gửi danh sách đấy. Cháu xin phép đến đây, công việc của cháu là cũng là xong. Là trước khi ấy thì là mời cô chú và các em là nâng ly. Sau đó thì là cũng mời ý kiến của các cô, các chú hoặc là các cô, các chú có ý kiến xong rồi là nâng ly xong nhỉ? Chú Toán đấy, chú Thành cái chú Hùng có ý kiến nhỉ? Không đi, không hãy thích nói. Anh nói á. Ăn xong rồi nói. Không, nói luôn à? Nói luôn. Hôm nay thì rất là vui. Vì có cái buổi gặp mặt của các cháu của gọi là dòng họ Lưu cũng được mà là các cháu của gia đình hôm nay gặp mặt, cái thứ nhất ấy là để nó giải tỏa cái nỗi buồn của tôi rất lâu, tức là không có nhớ cháu nào với cháu nào. Và tôi đã nói rất lâu rồi là con cháu là đánh số thôi thì nó mới dễ nhớ và đưa lên mạng. Thế nhớ đứa nào thì gõ số 1 và thằng này vẫn là con A, con B, con C. Như thế nó gần hơn. Vì cái điều kiện mà bây giờ sinh hoạt nó không đi lại được nhiều. Thế thì tôi cũng chỉ biết bày tỏ là tôi rất là mừng, vui là con chị cả tới đây. Thế rồi các anh, các chị, các cháu rất vui như thế này. Cũng mong rằng là hàng năm không phải là nên nữa mà là nó trở thành nguyên tắc là có những buổi họp mặt như thế này để chia sẻ, để người ta ở đâu người ta về Hà Nội, chứ mình Hà Nội lại cứ không gặp nhau, vậy thì sức mạnh của mình là mất. Nhà mình gần kia. Nếu còn là dòng họ, tại sao lại không giúp nhau nhỉ? Thì muốn giúp nhau thì phải gần, mà người ta có câu là bán anh em xa, mua xóm trường gần. Cháu rất là gần nhưng mà lại thành căn ông, bởi vì là lâu không gặp, có khi đi va chạm thì lại cháu đánh ông, thấy nguy hiểm quá. Cho nên là rất là mừng ngày hôm nay thì mọi người là vui vẻ mạnh khỏe gặp mặt như thế này. Tôi mong rằng hàng năm nên có những buổi gặp mặt như thế này để chia sẻ những cái vui buồn, đồng thời là giúp nhau trong vấn đề cuộc sống thì cái dòng họ Lưu nó sẽ mạnh lên. Còn cứ xa thì nó buồn lắm. Thế thì hôm nay chị tôi cũng chúc cả nhà, các anh, các chị, các cháu và các bạn có một cuộc gặp mặt vui vẻ, chẳng hết ạ. Chúc sức khỏe. Cảm ơn ông nha.
Cảm ơn chú. Để đây là hàng chú rồi đúng không? Thế thì để tiếp theo thì cũng mời chú phát biểu nhé. Xin chào tất cả mọi người trong cộng đồng. Cái thứ nhất, chúng ta không câu nệ là những ai đến đây, đúng không ạ? Bởi vì những người đến đây phải là những người có tâm, có lòng. Để, cho nên là đến đây này là phấn khởi. Nhưng mà để duy trì được việc này thì lẽ ra là hết âm tính thì đến toán, bắt toán. Thì xong thì không có toán thì tôi mới phải làm. Nhưng mà được cái là mình cũng may mắn là cháu Bình, cháu Dũng đã thay mặt làm rất là tốt. Nhưng mà để duy trì được thì theo quan điểm của tôi đó là thứ nhất là phải có một cái hình thức, nó cũng gọi là một phần nào ràng buộc lẫn nhau về mặt tài chính, về mặt tổ chức, về mặt ý thức vân vân. Thì cái việc đó chắc không nói thì ai cũng phải biết. Cho nên việc này tôi đề nghị là Dũng sẽ nghiên cứu và làm thế nào cho nó hài hòa, không bắt buộc, nhưng đồng thời cũng thấy được trách nhiệm, và có như thế thì mới lâu dài. Thế và cũng như lúc nãy chú Hùng vừa nói đó, cũng nên năm nào cũng phải có cuối năm. Và nếu trong năm có những việc vui buồn, đi chơi vân vân mà thông báo được cho họ nhà mình đến để cùng chung góp thì càng tốt. Thành ra là tôi thấy này rất là xúc động và rất là cảm động. Thì cũng mong là cứ tạm gọi như là đầu ngành bây giờ là Dũng sẽ nghiên cứu và tổ chức cái việc này thật chặt chẽ, đồng thời cũng có một cái nguyên tắc cho nó tương đối phù hợp, không phải là bắt buộc nhưng mà nó là có sự tự giác để nó phấn khởi. Thế tôi xin chúc mọi người sang năm mới sức khỏe dồi dào và luôn luôn nghĩ đến thành công. Ở đây thì nó vừa là thành công và đồng thời vừa là dòng họ. Thế xin hết. Để cháu có ý kiến như này, thực ra chú Thành vừa phát biểu ấy, thì hôm nay tất cả mọi người đến với nhau thì thứ nhất là đầu tiên phải nói là về là cái trách nhiệm, cái thứ hai là phải có lòng nhiệt tình. Thế còn về cái phần mà cháu cũng nói với chú luôn là về sau này cái sự mà để gắn kết với nhau thì anh Dũng chỉ mong các em là với các cháu là như thế này, là khi anh Dũng sẽ lập một cái nhóm của dòng họ Lưu thì khi mà anh đưa lên trên đấy mà có vấn đề gì thì các em cũng cho ý kiến luôn. Và cũng như lúc đầu anh nói đấy, chú yên tâm, tất nhiên là để các em không ngại thì sau này thì chúng cháu sẽ cũng không phải một mình cháu mà sẽ cử ví dụ như là em Chi hoặc là em Sao May chẳng hạn, hoặc là Vũ Nương chẳng hạn, sẽ trong vào trong cái nhóm để mà cùng có đồng cộng trách nhiệm. Thế cho nên là cái này thì cháu hứa với chú là cái này thì bọn cháu sẽ làm. Thế thì để tiếp theo nối chương trình thì là cũng mời đại diện một cháu nhờ. Thì một em thì anh mời bạn Đạt, cháu Đạt, em Đạt. Dạ vâng ạ. Trước hết là cháu chào các bác, các chú. Cháu xin đại diện cho hàng con cháu. Hôm nay là đến cảm ơn nhà Bắc Tính, tức là Bắc Tính rồi là anh Dũng là đã đứng ra là tổ chức cái buổi hôm nay là để gặp mặt con cháu họ hàng trong nhà. Thực ra là có cái buổi này thì là các con các cháu thì mới nhìn nhau, gặp nhau thì mới biết được là tôn ti là đâu trên đâu dưới, và người quen người lạ thì bây giờ mới nhận được ra. Thì cũng mong là sau cái buổi hôm nay thì là các anh chị em trong nhà là đoàn kết hơn. Thì mỗi lần anh Dũng anh hô hào thì là chúng ta cùng ủng hộ để cho cái khí thế của cái họ Lưu nhà mình nó dâng trào hơn được nữa. Đấy thì là hôm nay là chỉ biết là cảm ơn nhà anh Dũng rất là nhiều vì là tổ chức được để cho các con các cháu gặp mặt. Cháu xin cảm hết ạ. Bây giờ mời mọi người nâng đi nhỉ. Đang dưới bàn dưới cùng lưng đi nhỉ? Không cần mic đâu, anh Quan Anh Hô cần mic không? Nào cần mic không? Nào cậu cầu đi. Nào 1, 2, 3 lô, 2, 3 lô, 2, 3 uống. Các cụ nhá, các cụ nhá. Các cháu
con đấy, cái bông nhá. Có một bộ yến này. Số 2. Không có thể cái cả hình đấy, bây giờ nó tự muôn màu. Chắc không là đôn rồi. Không phải muôn màu, bây giờ mình mù màu. Ông bà thật ra mua cái loại con tông là chè nó lắc. Bác cũng sẵn rồi, ông chỉ kịp ở trong củ. Vang mọi nơi đẹp lòng trong tiếng cười cho kịp người tình thương đắm đuối ánh xuân đem vui với đời kia trong bật nắng mạch xuân tràn dâng cắm hoa nhẹ rung môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng bướm say duyên lành hắm to trời xanh bầy chim tung cánh vui đón mừng mùa nắng tươi lành.